đầu kia dài lại. Anh nhất nha, bộ đầu đây là bà không là một từ thị thị này. Có từ đâu uống. Hôm nay trời mưa chợ đông quá. Đây, xuống là phụ. Xin chào ông bà cô chú các bạn và anh đến chợ Ngọc Trúc này. Thì hôm nay thì cô Trần Thanh Nga ở Mỹ có gửi cho Hạnh là 50 đô, Hạnh đổi được 1.165.000. Thì cô Trần Thanh Nga năm nay thì 62 tuổi, thì cô nhờ Hạnh mua cá, lươn, ếch, thả phóng sanh về thiên nhiên, cầu chúc cho gia đình cô sức khỏe luôn dồi dào và luôn bình an. Hạnh đã đến chợ rồi, giờ Hạnh đi vô mua cá lươn rồi thả về thiên nhiên. Và Hạnh mời ông bà cô chú chị các bạn vào chợ mua cá cùng Hạnh nha. Rồi thường ở đây là mình điểm mình thu mua bán lại á, còn người dân thì ra đây chỉ bán cho anh thôi, không có bán lẻ phải không? Có cô chú nói sao mà Hạnh mua ở đây này kia. Ở đây là mình còn lươn đây ha, lươn nhỏ này nè. Bây giờ vô đợt này thì cũng ít cá rồi. Mùa này ít cá. Dạ. Lươn này nhỏ nhưng mà 145.000 một ký ha. Ít xỉu à, mà từ sáng giờ mà có được bao nhiêu thôi nè, với mấy con gắn. Rồi bây giờ mùa này thì ít cá đó, thì từ sáng giờ ảnh thu mua đi được có bao nhiêu nè. Lương này 145.000. Anh chủ ơi, lại tăng lương cho em đi. 45.000 có bớt gì không? Không. Em có gì hết trơn á. Năm kg bảy trừ một ký là còn 4 kg 7. Trời, 4 kg 7 anh tính tiền luôn đi. Mấy con cua này còn sống không? Sống chứ. Lựa mấy con nào sống thì em thả luôn. Phải lấy mấy con cua vô khoảng. Sợ nó ngọt thôi à, ngọt thì mình thả nó cũng không có được sống. Tại vì mình căng xong mình đổ ra đi mình lụm con chết lại. Rồi. Nãy thì nhiêu ký lương này? 4 kg 7. Mấy con cua. Hết hả? 3 ký cua. Đủ rồi, con hạt chết lúc là dễ. Lương 4 ký 7 ha. 145.000. 3 ký cua. Nhân 145 chứ bằng 145.000. Nhân đó mà tới gì? 3 ký cua. Nhiều 1 ký? 40. Bằng là 120. Cá chê trắng bao nhiêu còn thì em sẽ thả hết luôn. Chắc hỏi em mượn tròn luôn. Dạ. Rồi tính tiền đi, em không có tính. À, cá chê trắng luôn hả? Ừ. Ủa, sao có con cá bự dữ vậy? Cá bự nó càng tốt. Cái này là mình bắt hả gì chú? Này đi bắt là một ngày được bắt tối mình đi xa đi xôi hả? Đặt giớn. Đặt giớn mà được có ít ít vậy ha. Được nửa ký rồi, người được một ký cua nửa ký. Dạ, đi bắt cầu. Còn cá không? Nhiều quá, hồi cái mình bỏ cái đó cái mình cộng dồn dồn lên ghi vài cọc lên. Bây giờ em ghi từ ly từ còn hồi cộng lại rồi anh tính đi. Nửa ký nữa nè. Đó. Cá gì? Đèn ký lô 3 nữa nè. Thank you.
Rồi. Rồi được chưa? Tôi mua từ sáng giờ mà tự nhiên ha. Cái gì có cần cộng lại không? Rồi anh cộng lại đi. Lương nè, lương thì 4,7 kg với 1,3 kg. Là 6 kg ha. Nhân lương ra là ra rồi. 6 kg. Dạ. Sáu ký lương cua mình cộng lên luôn hả gì? Ừ. Cá chơi thì 2,5 kg rồi thêm 1,5 kg rồi ký. Dạ lương hết rồi, cua với lương cá hết rồi đó. Cá lương với cua nè thì của cô Trần Thanh Nga ở Mỹ á, thì mua thả phóng sanh về thiên nhiên thì cô có gửi cho Hạnh là 1,165,000 mà hiện tại giờ Hạnh mua là 6 ký lương thì nhân 145 thì 780,000, cua thì 6,5 kg nhân cho 40 là 260, cá chê thì 4 ký nhân cho 30 là 120, tổng số tiền là 1,250,000. Thì Hạnh còn số tiền lại thì Hạnh sẽ buồn vô cũng cùng với cô thả phóng sanh luôn. Rồi cho em gửi tiền đi ha. Cho em gửi 1,000,000. Đây, cho em gửi tiền. 250,000 rồi, em cảm ơn anh nhiều luôn ha. Rồi giờ Hạnh là sẽ đi xuống sông thả mấy con lươn với cá này nè về thiên nhiên với cua. Đi xách xuống ít. Rồi em cảm ơn anh luôn. Hay luôn ha. Dạ, xuống sông. Rồi giờ Hạnh sẽ xuống bến sông này Hạnh thả cho cá về thiên nhiên nè. Ở đây nhiều kênh lắm rồi, thả nó mấy con cá lươn cua rồi sẽ lội ra sông. Đây là một số lương thì cô Trần Thanh Nga ở Mỹ thì cô năm nay thì 62 tuổi, cô nhờ Hạnh mua cá với lương với cua ớt nè về thả về thiên nhiên thì cầu chúc cho gia đình cô sức khỏe luôn dồi dào, gia đình thì luôn bình an và mạnh khỏe. Rồi giờ Hạnh sẽ thả mấy con cá này về, con cua này về thiên nhiên rồi nha, đi về thiên nhiên sống nha, sinh sôi nảy nở ra. Quá nhiều rồi. Đây thì nó sợ lội ra sông lớn. Rồi Hạnh sẽ thả mấy con cá này. Rồi về thiên nhiên sống nha. Rồi đây là sô lương. Rồi số tiền cô gửi cho Hạnh thì Hạnh cũng mua lương với cá với cua Hạnh thả về thiên nhiên phóng sanh đó. Thì cô thì năm nay 62 tuổi thì Hạnh xin cầu chúc cho gia đình cô sức khỏe luôn dồi dào, gia đình thì luôn hạnh phúc và bình an. Giờ video của Hạnh đến nay kết thúc. Hạnh cảm ơn ông bà cô chú các bạn trong thời gian qua đã luôn yêu thương ủng hộ kênh Đức Hạnh Miền Tây. Hạnh xin chúc ông bà cô chú các bạn luôn luôn được dồi dào sức khỏe, bình an và thành công trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi giờ Hạnh sẽ lên trả mấy cái show.